Hi, xin chào mọi người đến với kênh YouTube phòng kinh doanh xe cũ của hãng xe Ford Việt Kiều ha. Chúc một ngày tốt lành. Hôm nay ngày 25 tháng 8 2020 ha, mình sẽ cập nhật cho mọi người cái những cái chiếc xe đang trưng bày bán tại showroom ha. Nếu các bạn đang quan tâm tới xe cũ mà cần xe chất lượng uy tín, hẳn khi mua xe thì các bạn cũng phải quan tâm tới vấn đề đâm đụng hoặc ngập nước, thì bên trung tâm bên mình bán xe với cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, đặc biệt là có bảo hành ha, hỗ trợ ngân hàng vay cao. Thì trước mắt mình là con xe Fortuner đời 2019, máy dầu 2.4. Xe này là xe nhập khẩu nha. 19 thì có hai loại, một loại nhập khẩu và một loại lắp ráp trong nước. Thì xe này là xe nhập khẩu, chạy được có 20.000, xem như là xe nước. Cái chất xe còn rất là đẹp. Màu này là cái màu nâu đỏ ha, hoặc là màu đỏ mận á. Thì để mình quay sơ sơ, cái giá bán hiện tại của con này là 1.035.000.000. Còn thương lượng cho quý anh chị nào có thiện chí mua xe tại showroom bên em nhé. Đây, chất xe còn rất là ngon lành, xe đời 2019 mà. Mua xe này thì tiết kiệm so với xe mới là hơn 150.000 ha. Và kế tiếp là chiếc xe Chevrolet Avell LTZ đời 2018 nha quý chị. Xe này thì chạy được 52.000 cá nhân ha. Hiện tại giờ giá bán của con xe này 365.000.000 còn thương lượng nha, hỗ trợ vay ngân hàng cao luôn ha. Xe mấy xe trưng bày showroom bên em thì quý anh chị bỏ ra khoảng 200.000.000 đổ lại thôi, khoảng 170.000 thôi. Kế tiếp là chiếc xe Kia Cerato biển số Thanh Hóa. Tại sao là biển số ở Thanh Hóa, làm việc và sinh sống ở Sài Gòn nhưng mà hộ khẩu ở ngoài kia, thì xe chạy trong này nhưng mà phải hộ khẩu ngoài kia thì ra biển số ngoài kia ha, chứ không phải là xe mua từ ngoài Bắc vào về mình nha quý anh chị. Thì xe này đời 2018, số sàn đây, quay cho quý anh chị xem những con xe trưng bày ở showroom toàn là những xe đẹp không ạ. Đây ha, rồi ok, xe này chạy được bao nhiêu, chạy được 47.000, giá hiện tại là 475.000 còn thương lượng cho quý anh chị nào xem xe và mua xe tại showroom bên em nha. Rồi ok, quay phía sau ha. Xe còn rất là đẹp. Rồi kế tiếp là một chiếc này, chiếc này đẹp lắm. Xe Mỹ ha, Chevrolet Cruze LTZ phiên bản cao cấp. Xe này trang bị nhiều tính năng, khung gầm rất là chắc chắn và an toàn. Mua xe này thì khỏi chê rồi. Rồi ok, xe này đời 2017, số tự động. Ở trong thì trang bị cái camera hành trình và bộ ứng dụng ha, bộ ứng dụng của Android. Rồi màn hình hiển thị cảm ứng luôn. Xe này nhìn rất là rộng rãi và sang trọng nha. Chevrolet Cruze là cái bản cao cấp thuộc dạng hàng C. Đây, đẹp, phía trước có giải đèn led ha. Và cái đèn xuyên trong này là trong là led luôn nha. Và đèn xuyên trong phía ngoài này. Xe cái đuôi này nhìn rất là hoành tráng, nhìn rất đẹp. Con này thì 450.000.000, có hỗ trợ ngân hàng cho vay cao, bao nợ xấu bao ngân hàng. Và kế tiếp em sẽ giới thiệu cho quý anh chị là chiếc xe Ford EcoSport, biển số 76, Quảng Ngãi. Thì xe này đời 2019, phiên bản cao cấp Titanium 1.5 nha. Chạy mới được có 19.000 đó. Thì quay sơ phía bên trong cho quý anh chị xem. Xe này hầu như là giống như xe mới về quý anh chị.
xe trang bị camera rồi dán phim cách nhiệt lót sàn cao cấp 5D, có hỗ trợ độ đèo rồi cân bằng điện tử này kia ha. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe này rất là lý tưởng. Trong đô thị thì ngoài đô thị trước đi ha, ngoài đô thị thì 49,5 lít, ngoài đô thị thì 8 ngoài đô thị thì 4 đô thị thì 8 lít và kết hợp thì 6 lít mỗi thân. Đây xe bên trung tâm bên em cần đang hiện tại đang có 2 chi nhánh. Đây là chi nhánh 1 của tụi em ha. Hơi nhỏ nên quay những chiếc xe khoảng chừng 90 chiếc xe thôi. Em ngày mai em sẽ cập nhật cho quý chị những dòng xe đang bán tại trung tâm mới bên em nó sẽ lớn hơn. Đây là chiếc Vios đời 2019 bản E số sàn nha. Biển số Bến Tre, xe màu đen ha. Xe này chạy còn ít lắm mới được 17.000 nè. Xe này 455 triệu, có hỗ trợ ngân hàng trả góp ha. Bao nhanh luôn. Ok. Xe Toyota Vios thì cái phân khúc này thì đang chiếm lĩnh thị trường. Không có đối thủ nào mà vượt doanh số của thằng xe Toyota Vios này được ha. Ok, kế tiếp là một con xe cũng rất đỉnh đám, không chỉ thua Vios tí thôi. Hyundai Accent, số sàn bản full ha, bản cao. Hiện tại giá bán cũng xem con Vios 452 triệu, chạy 15.000, toàn những km thấp thôi. Xe ở trung tâm toàn là xe đẹp, bao đâm đủ, bao không đâm đủ không ngập nước. Biển số Bình Dương nha mọi người. Đây, xe ghế da nhìn đẹp, rất là đẹp. Tông màu cam với lại màu chạm sữa ha, nhìn rất là hoành tráng ha. Số sàn nha. Xe trang bị lót trần cao cấp 5D, phim cách nhiệt, lót sàn. Ở ngoài thì có vẻ che mưa nha quý anh chị. Quý anh chị nào quan tâm tới những dòng xe đang trưng bày bán tại showroom bên em thì vui lòng liên hệ số điện thoại em trên cái màn hình ha. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của em để cập nhật những video mới ra và những dòng xe mới về đang bán tại trung tâm. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem cái video chia sẻ những dòng xe đang bán tại trung tâm bên em ha. Xin chào tạm biệt.